mình cầm mình làm chủ được giao nhiều lắm, là lợi cho mình lắm à. Đỡ di chuyển, còn không thì phải chịu khó di chuyển thôi, di chuyển hướng thôi. Nhưng mà quên dặn chứ, cái chỗ mà lúc mà bôi kem cho khách đó, bây giờ một khách rồi chỗ nào tránh chỗ đó ra nha, không lúc kem đã tủ không thấy á nha, sẹo đồ á, cái đó bữa nào chỉ. Đây này mụn này ha, rau nó nằm ngay mụn luôn này, Kẹo cắn cho nó bằng bằng không đúng thôi. không, phẫu thuật khỏi đi spa nha. À, lúc mà cạo ở dưới Dũng là lấy tay này nâng cầm khách lên này nha, bằng hai tay cho nhẹ nha, nhé là phép lịch sự của mình đó. Cái chỗ này nè, thường thường rất khó cạo, kéo nó căng lên. Sư phụ về rồi. Ủa ai cho con đi sớm vậy? Ai cho con mình đi sớm hả? Mà 5:20 rồi xe đi rồi. Đi đâu? Đi về Sài Gòn, thì cô cháu nó mấy bữa chở nó về chơi á, ba nó về. Còn có đem tiền cho báo 2 xị mà coi quên lửng không? Chứ nãy cầm tiền đi mà nói gì vậy? Thấy không Dũng? Thấy cô căng lên. Đi nè. Đó, đi nè. Mình đi chỗ nào mình nhớ. Đây nè, nó căng lên nè. Đó. Mình cạo hút gì cũng được hết á, miễn sao mình thấy phần tay phần đồ là mình cạo thôi. Cạo đứt là được. Cạo nửa mặt trong đó thôi, giờ cạo nửa mặt ngoài này. Cô cạo đây là cô đi, cô vẽ cô tay xuống cô cạo lên thấy không? Lúc mà muốn cạo căng mà kéo ra này đó. Tay này linh, này nó linh hoạt lắm, cái tay này nó di chuyển liên tục. Cố đi qua. Lông mày khách đây đúng không? Này cái này giống nhiều này căng đó, căng trên giữa này. Nhìn cô cạo cho nên đâu đâu có hình dung ra được đúng không? Thank you.
nguy hiểm thì đi chậm nha. Chỗ mắt này, chỗ mắt khách cũng cào cũng sợ lắm, cho nên mình đi chậm.